Yeah. Vip to 5k bắt lên vibe mới. Tốc độ nhanh không ai có thể đuổi. Các đội khắp nơi không còn khoảng cách. Mở app xem phim cho game coi mãi không ngắt. Sống trong kỷ nguyên công nghệ tiến xa. Vip to dẫn đầu không cần phải bàn ra. Check mạng 5G đỉnh cao trong tầm tay. Bước vào tương lai chỉ cần biết ta là bay. 5G Vip to bắt là thay đỉnh. Mà chạy đưa gió không cần phải tính. Lướt map xem phim game bùng cháy. 5G Vip to di chuyển tỏa sáng ngay. Chẳng cần phải nghi ngờ, từ thành phố xa hoa đến thôn quê ngàn mơ. Đến dịch vụ sông khắp mọi con đường, tương lai mở lối khơi ngồi cho bước tiến mới. Chưa điểm không lag, video rõ nét, cuộc gọi video như ngay trước mắt. Giờ trẻ Việt Nam bay cao cùng xâm chi viết to dẫn đầu, không cần chờ đợi gì thêm. Nên chỉ viết to bật là thay đỉnh. Mặt trời như gió không cần phải tấn. Lướt web xem phim game bùng cháy. Mâm chi viết to sẽ trở tỏa sáng ngay. Lượt nhanh sống chết không hề chậm chế. Tốc độ ánh sáng nơi nào cùng. Từ học hành đến giải trí, công việc thêm phơi phới. Viết thơ làm gì, cuộc sống thêm mới mẻ. Dưới trẻ Việt Nam cùng nhau đi lên. Viết tao năm chí bày tỏ không giới hạn. Sẵn sàng kết nối vượt xa mọi ranh giới. Đâm gì viết tao từ là của chúng ta. Chắc không hề chậm chế. Tốc độ ánh sáng nơi nào cũng dễ. Từ học hành đến giải trí, công việc thêm phơi phới. Viết tao năng khi cuộc sống thêm mới mẻ. Lướt nhanh sống chất không hề chậm chế. Tốc độ năng khi bài cao không giới hạn. Sẵn sàng kết nối vượt xa mọi ranh giới. Năm gì viết tao tương lai là của chúng ta.